Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 10 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, hiện nay có một đợt gió mùa đông bắc đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Sang đến ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt. Trời nhiều mây hơn, mưa nhỏ sẽ xuất hiện ở một vài nơi, nên nhiệt độ giảm, trời chuyển rét với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến ở vào khoảng từ 19 đến 21 độ. Đến chiều tối và đêm muộn ngày mai, trời chưa rét sâu nhưng nhiệt độ vẫn có thể xuống đến từ 16 đến 18 độ. Thưa bà con, từ nhiều năm nay, cây khoai tây là một trong những cây trồng chính trong vụ đông. Đây là loại cây trồng có năng suất ổn định, đem lại giá trị kinh tế cao. Trồng khoai tây bằng củ là cách phổ biến vì không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Để cây khoai tây sinh trưởng phát triển tốt thì việc chọn giống và xử lý giống là một khâu rất quan trọng, quyết định đến chất lượng củ và năng suất cây trồng. Bà con nên áp dụng một số biện pháp xử lý củ giống trước khi trồng như sau. Nên mua khoai giống ở các cơ sở có uy tín để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giúp cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt và hạn chế sâu bệnh hại. Sau khi mua giống về, bà con để nơi thoáng mát, tránh ánh sáng, khi mầm của củ khoai giống nhú bằng hạt đậu là có thể đem trồng được. Đối với củ giống có kích thước lớn trên 50g thì nên cắt củ giống trước khi trồng sẽ tiết kiệm lượng giống, giảm chi phí đầu tư ban đầu. Bà con nên tiến hành cắt củ giống theo chiều dọc của củ để các chất dinh dưỡng được phân bổ đều trên củ, tạo độ đồng đều của cây khoai tây sau khi trồng. Chấm mặt cắt của miếng khoai tây vào xi măng ngay sau khi cắt củ để tránh lây nhiễm bệnh sau này. Sau khi chấm xi măng, bà con để khoai nơi thoáng mát, tốt nhất là xếp lần lượt lên giàn. Đến với những thông tin thời tiết tại các tỉnh thành miền Trung, cho đêm nay và rạng sáng mai, vùng hội tụ gió trên tầng cao cũng là nguyên nhân gây mưa nhỏ cho các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, sang đến ngày mai trời vẫn nhiều mây vào sáng sớm nhưng mưa đã giảm. Đến trưa chiều thì còn có thể hứng nắng, mức nhiệt cao nhất ngày vẫn đạt ngưỡng từ 25 đến 28 độ. Và khoảng từ tối đêm ngày mai, đới gió đông bắc hoạt động mạnh hơn nên tại đây trời nhiều mây, xuất hiện mưa nhỏ rải rác trong ngày 12 nên nhiệt độ giảm nhẹ, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 18 đến 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận, Bình Thuận trong những ngày tới phổ biến mây thay đổi, ngày có nắng, nhiệt độ và độ ẩm ít biến động, nền nhiệt tại đây vẫn đạt ở mức cao từ 28 đến 31 độ. Khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2 ngày đầu tuần tới thì vẫn tương đối ổn định, phổ biến là mây thay đổi không mưa, ngày có nắng nhiều. Cao nhất ngày tại Tây Nguyên ở vào khoảng 29 đến 31 độ, tại Nam Bộ là ở vào khoảng 31 đến 33 độ, riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ vẫn có nơi lên đến 34 độ. Từ ngày 13, khu vực trên trời chuyển nhiều mây hơn, xuất hiện mưa vài nơi, cường độ nắng cũng giảm hơn và nhiệt độ cao nhất ngày cũng giảm nhẹ đi khoảng từ 1 đến 2 độ, thời tiết dễ chịu hơn. Và ngay sau đây, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 19 độ, cao nhất dao động từ 24 đến 27 độ, độ trung bình 80 đến 85%. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, tập trung tại vùng núi khu vực Đông Bắc, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, cao nhất dao động từ 23 đến 26 độ, độ trung bình từ 83 đến 88%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng nhiều mây có mưa vài nơi, ngày nắng, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 25 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào vài nơi tại phía Bắc, ban ngày trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 31 độ và độ ẩm trung bình từ 78 đến 86%. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào vài nơi tại phía Bắc, ban ngày trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 31 độ, độ trung bình 78 đến 86%. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ và độ trung bình 73 đến 78%. Bản tin thời tiết nông vụ ngày 10 tháng 1 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.